Xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đến xưởng đúc của mình. Đây, rất là nhiều chi tiết khác nhau, đa dạng đúng không các bạn? Kệ các kiểu. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn về con kê. Con kê nhà, con kê sắt thép chằng, công ty đồ chằng chắc chắn đấy. Đây, đây là một cái chân kê các bạn nhé, kích thước 20-25, đó là một bên vát 20, một bên vát 25, đấy, hai kích thước khác nhau nên là người ta đánh dấu về số lượng kích thước bên trong này để cho chúng ta có thể phù hợp lựa chọn và tránh nhầm lẫn các sản phẩm với nhau. Này thì chúng ta sẽ dùng kê bên dưới nhé, vì bây giờ các căn nhà thì thường thiết kế là hai móng sắt thép, thế nên là sẽ có hai hình dạng kê khác nhau. Đấy, đây là kê chữ H này, kê chữ A, kê bên trên thì nó cao hơn các bạn nhé. Đây là kê 6cm nhưng có cái chữ ký hiệu là H6, H là tên tiếng Anh ấy, hai chiều cao. Đây, kê đa năng có bốn góc cạnh khác nhau, kích thước là từ 35 đến 50, 35 và 40, 45, 50 đấy. Đấy, một cái này là có kích thước khác nhau, giúp cho việc kê nó sẽ được chắc chắn và nó chặt hơn, đảm bảo. Đây, kê chữ A H8, có nghĩa là chiều cao, tổng chiều cao là 8. Đây là toàn hàng khách đặt rồi, mình sản xuất ra để phục vụ từ giao khách thôi. Cái này đang hơi ít, còn chưa đủ cho khách ấy. Nhà mình đang phải tích cực làm hết công suất để có thể kịp thời trả hàng cho khách đúng hẹn. Đấy, nhà bạn nào mà đổ móng hay là chuẩn bị làm xây nhà, các bạn liên hệ mình nha. Mình phục vụ các họa tiết chi tiết rất là đáng thương nha. Ngoài con kê thì nhà mình cũng có rất là nhiều cái sản phẩm mới nhé, nên là các bạn cứ tham khảo thoải mái. Các bạn có thể inbox riêng cho mình cũng được. Đấy, hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn về con kê này đã. Đây, cái này chi tiết này nó vừa ngắn vừa nông, tháo dễ hơn. Còn các cái này thì việc tháo lắp nó khó hơn này, nhưng mà nó chắc chắn hơn. Đấy, nó to hơn mà chi tiết rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.